Chào tất cả mọi người. Thì mình không biết là trong số những người đang xem video ở đây ấy, thì đã ai từng nghe qua một loài hoa tượng trưng cho sự đau khổ chia ly hay chưa? Đó chính là cái loài hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn hay còn có một số tên gọi khác như cả là hoa tỏi trời tỏa, hoa thạch toán hay là hoa mạn châu sa hoa. Và theo mình tìm hiểu ấy, thì cái loài hoa bỉ ngạn này được tìm thấy lần đầu tiên tại Trung Quốc và Nhật Bản. Hoa bỉ ngạn là một loài hoa thuộc cây thân thảo ấy, có chiều cao từ tổng khoảng độ 40 đến 100 cm. Và hoa bỉ ngạn này có 3 màu chủ đạo, 3 màu chính là màu trắng, màu vàng và màu đỏ. Nhưng thường thường ấy thì mình thấy là hoa màu đỏ nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Và theo mình biết ấy thì cũng có khá nhiều người là đã từng nghe qua tên cái loài hoa bỉ ngạn này rồi. Thì mọi người cũng có lên trên mạng rồi là đọc sách báo tìm hiểu về cái loài hoa này ấy, thì nhiều người vẫn nghĩ rằng ấy là cái loài hoa bỉ ngạn này chỉ có ở trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng thực tế đấy thì cái loài hoa bỉ ngạn này là có ở ngoài đời thật. Thì cho đến thời điểm hiện tại ấy, thì mình sang Nhật là sinh sống và làm việc cũng được tầm khoảng độ gần 3 năm nay rồi. Thì cứ đến tầm khoảng thời gian này đây, tầm khoảng giữa tháng 9 ấy, là bắt đầu loài hoa bỉ ngạn ấy nó lại mọc đầy bên các cái bờ cỏ ven đường hoặc là cái bờ cỏ ở ven ruộng ấy. Thì ngày hôm nay mình muốn dẫn mọi người đi là khám phá trực tiếp ấy, là xem cái hoa bỉ ngạn ở ngoài đời thật nó như thế nào. Hiện tại thì mình đang sống tại một vùng quê của tỉnh Yamaguchi. Thì cái khu của mình là vùng nông thôn, đâm ra là xung quanh khá là vắng người. Thường thường là mình quay ấy thì nói chung là chỉ thấy xe cộ chạy thôi, cũng rất ít khi là kiểu là thấy người đi bộ ngoài đường đấy. Thì mình đang đi qua một cánh đồng lúa này, mọi người có thể nhìn thấy trước mặt là rất nhiều cây hoa màu đỏ. Thì cái hoa mình đang quay đây chính là hoa bỉ ngạn. Thì hàng năm mình thấy ấy, là những cái hoa bỉ ngạn này thì nó mọc rất nhiều ở các cái bờ cỏ ven ruộng đấy nha, hoặc là bờ cỏ ven đường. Thì mình sẽ tiến tới gần những cái hoa này, mình sẽ quay cho mọi người xem mà thực tế cái hoa này ở ngoài đời nó như thế nào nhá. Thực ra thì cái hoa bỉ ngạn nó mọc rất nhiều ở phía bên dưới đấy, nhưng mà mình không tìm được lối xuống thì mình không quay được. Nên là mình cũng vừa đánh mắt sang bên đường ấy, thì mình thấy ở phía bên đường kia cũng đang mọc một khóm kia. Thì mình sẽ sang bên đó mình quay trực tiếp cho mọi người xem là thực tế cái hoa bỉ ngạn ở ngoài đời thì thật nó như thế nào nhá. Đây này, bụi cỏ nó mọc rất nhiều luôn, ngay cả phía bên kia nhé, mình quay cho mọi người xem đây. Đây nó mọc rất là nhiều. Mình sẽ đến cái khóm gần nhất mình quay cho mọi người xem. Thì cái thời điểm hiện tại mình đang đi ấy, thì là cái thời điểm mà hoa bỉ ngạn nó cũng đang tàn dần dần thôi. Hoa bỉ ngạn thì mình thấy là trung bình nó ra tầm khoảng độ 3 tuần, 4 tuần, 5 tuần ấy là nó sẽ bắt đầu tàn dần. Thì mình sẽ đến trực tiếp quay cận cảnh nhá. Đây chính là những cái khóm hoa bỉ ngạn đây. Thì cái hoa này mình cũng xin giới thiệu cho mọi người luôn nhá. Hoa này một điều đặc biệt đấy là nó không hề có quả và không có lá nhá. Nó chỉ có thân này và có hoa thôi. Nhìn nó màu rất là mê ly, rất là đẹp. Mình tưởng tượng là những cái này giống như kiểu là những cái cánh ở trong hoa phượng đấy, nhìn rất là giống. Hồi trước ở Việt Nam thì những cái hoa phượng là mình cũng có từng là dùng cánh này rồi những cái dâu này mình ép thành con bướm, ép vào cần vở đấy. Chỉ có thân thôi, có hoa thôi, không hề có lá và có quả nhé. Hoa bỉ ngạn tượng trưng cho sự chia ly và đau khổ đây. Ngày hôm nay thì mình quay được cận cảnh cho mọi người xem. Bởi vì tầm khoảng đến tuần sau ấy, tuần này mình không quay, đến tuần sau là cái hoa này nó sẽ tàn dần nhá. Bởi vì mình thấy là giờ hoa này bắt đầu nó đang tàn dần rồi đây. Những cái bông hoa tàn thì mình có thể nhận diện rất rõ nhá. Nó cứ rụng dần và nó chuyển màu sắc. Có khá nhiều người hỏi mình ấy là có thể lấy được giống của hoa bỉ ngạn này về Việt Nam trồng hay không ấy. Thì thực tế là mình cũng không biết được. Hàng năm thì cứ tầm khoảng đến cái thời điểm này tầm khoảng giữa tháng 9 này bắt đầu là hoa nó sẽ ra ấy. Đến tầm khoảng bữa nào tàn ấy là tất cả hoa tàn này, những cái cây này nó cũng sẽ tàn luôn đấy, nó trụi luôn. Nó chỉ chắc là chỉ còn cái gốc ở dưới thôi. Cứ đúng đến cái tầm này hàng năm ấy là nó sẽ tự lên nhá. Hoa rất là hay. Bây giờ mình sẽ đi xung quanh khu này nhá. Mình sẽ tìm một số loại hoa bỉ ngạn trắng cho mọi người xem. Ở khu mình thì hàng năm ấy, 2 năm trước thì mình cũng đã từng nhìn thấy hoa bỉ ngạn trắng rồi. Hoa bỉ ngạn đỏ này là cái hoa chủ đạo rồi, nó ra nhiều nhất đấy. Hoa màu vàng với màu trắng thì nó hơi hiếm ấy. Màu vàng thì mình chưa từng nhìn thấy bao giờ cả. Mình cũng chỉ từng nghe thôi. Còn màu đỏ thì này đây. Màu trắng thì bây giờ mình sẽ đi tìm cho mọi người xem nhá. Đây này, mương nước là quanh năm chảy luôn. Khu của mình là thuộc xung quanh này, mọi người nhìn thấy này, toàn đồi với núi thôi. Nông thôn rồi. Đây là hoa bỉ ngạn này. Đấy. Đa số là màu đỏ nhá mọi người nhá. Những cái cánh hoa mình đang quay thì nó đang tàn dần rồi. Konnichiwa. Đây mình gặp ông cụ ở đang dưới cắt cỏ này. Đi cắt cỏ ruộng mọi người ạ. Bên Nhật thì tầm khoảng một thời gian nữa là cũng người ta cũng thu hoạch lúa rồi đấy. Người ta cũng gặt lúa đấy. Lúa đang chín rất chín dần đấy. Đây để quay cho mọi người xem này, nó mọc tùm luôn. Đằng bên đây thì có một tấm bia, một tấm đá này đã khắc hai chữ này. Thì mọi người có biết là hai chữ Hán này là hai chữ gì không? Có ai biết hai chữ Hán này không? Đây mình tiến tới gần cho mọi người xem nhé. Mọc nhiều lắm. Mà hiện tại là dưới đây thì mình thấy là hoa đang tàn dần rồi.
hầu như đang tàn rồi nhá. Đến tuần sau mình đi có khi là chỉ còn cái thân thôi, hoa rụng hết. Đây đang tàn dần hết rồi đấy, tàn dần rồi này. Nguyên một bụi luôn. Mọi người có thể nhìn thấy phía xa xa kia cũng có nhá, cũng mọc nhá. Hầu như là chỗ nào cũng mọc luôn. Xung quanh là nhà dân này, đấy. Thì ngày hôm nay ấy là mình đi quay cho mọi người là vừa ngắm hoa bì ngạn đấy, tiện thể là cũng quay cho mọi người ngắm luôn cái quang cảnh nhà của người dân này, nông thôn Nhật Bản nhé. Đây đằng trước nhà ông cụ này trồng rất nhiều hồng luôn. Thì mọi người là tổng khoảng độ một vài bữa nữa ấy, là những cái cây hồng này, đây quay cho mọi người xem nhé. Một vài bữa nữa là những cái cây hồng này nó rụng đầy dưới mương. Đây là hồng này chín hết rồi. Người Nhật người ta trồng những cái cây này, người ta coi những cái cảnh thôi. Mọi người ơi, mình phát hiện ra ở bên đây lại có một tấm bia đá nữa, lại có thêm hai chữ Hán nữa này. Mình nhìn chữ Hán là rất giống mấy cái chữ lúc nãy thì phải này. Và mình cũng phát hiện ra một điều nữa là ở dưới đây mình phát hiện ra một khóm hoa bì ngạn màu trắng. Không mất công tìm kiếm đâu xa thì ở phía dưới đây là hoa bì ngạn này. Bì ngạn màu trắng, nó rất là hiếm nhưng mà may quá mình lại tìm được ở đây. Đây là loài hoa bì ngạn màu trắng mọi người nhá. Nhìn nó cũng rất giống với hoa quả đỏ. Đây này, cũng chỉ có thân và có hoa thôi, không hề có lá nhá. Hoa bì ngạn bên đây là mọc kèm với cái hoa mà cỏ này, cỏ cũng có hoa như này này. Hoa có cỏ nhưng rất là đẹp. Đây, quay cận cảnh cho mọi người xem là hoa bì ngạn màu trắng như thế nào nhá. Chắc nó chỉ khác một cái màu thôi. Bởi vì là cái hoa bì ngạn màu trắng ấy nó rất là hiếm ấy. Đây này, nó chỉ mọc một khóm nhỏ nhỏ thôi, nó không hề lên nhiều mọi người nhá. Nó đã là hiếm rồi nên là nó ra rất là ít. Mình hy vọng là ngày hôm nay thì mình sẽ tìm được cái hoa bì ngạn màu vàng nữa. Nhưng thực tế một điều rằng là mình sang Nhật 3 năm rồi, mình cũng chỉ nhìn thấy là hoa bì ngạn màu trắng và màu đỏ thôi. Màu trắng thì là hiếm này, nhưng mà may hôm nay là tìm thấy rồi đấy. Cũng khá là may mắn. Đây là những cây hoa dại nhá. Hoa dại này, mọc như kiểu hoa trồng luôn. Đẹp thật. Hiện tại thì mình đang đi qua một cái cánh đồng ruộng lúa này. Mình cảm giác như kiểu là mình đang đi ở bên Việt Nam ấy. Đi ở một con đường nhỏ, hai bên là ruộng lúa này. Đây, bên bờ ruộng này hoa bì ngạn này cũng mọc nhiều đây. Mình thấy là lúa của người dân thì cũng đang chín dần rồi. Mình nghĩ là tầm khoảng độ một vài bữa nữa là người ta cũng gặt hết thôi. Bên này làm nông nghiệp ấy thì tất cả đều bằng máy hết nhá. Cấy, gặt, cày bừa, các thứ là máy hết rồi. Máy bên này là người ta dùng theo kiểu hộ dân ấy, nhà nào làm nhà đấy thôi, nhà nào cũng có máy mà. Phía đằng trước là nhà bà cụ đây. Đây nhà bà cụ bên này đây nhá. Nhà bên cụ bên này là có một cái cửa hàng tạp hóa này. Đấy, bây giờ mình sẽ vào bên trong. Vừa bà cụ thì mình cũng chào rồi ấy. Mình chào rồi thì mình cũng chào lại nữa. Mình đang khát nước nên là mình sẽ vào trong cái cửa hàng này mình mua cái kem hoặc là mua chai nước ngọt gì đó. Bên Krishua. Bên này bán thuốc lá nhá. Thuốc lá bên Nhật cũng có cây, cây bán luôn nhá. Thuốc lá qua cho mọi người xem này. Mình thấy là giá rẻ nhất, một bao rẻ nhất ấy, thì tầm khoảng độ 400 yên đây. Tầm khoảng độ 80 nghìn trên bao nhá. Còn cái loại đắt nhất xem nào. Loại đắt nhất thì là loại 560 yên nhá, tầm khoảng độ 110 nghìn trên một bao này. Đấy. Mọi người cũng chỉ cần đút tiền xu vào đây thôi, đút tiền xu vào đây hoặc là tiền giấy vào đây đây là có thể mua được thuốc lá nhá. Mua ví dụ mình mua loại thuốc này, mình 500 yên này, mình đút 500 yên vào đây. Mình bấm nút phát đấy, là cái thuốc lá này nó sẽ rơi, mình lấy thuốc lá ở đây, như kiểu là mua nước ngọt đấy. Đây cũng thuốc lá này. Bên đây thì là cái cây bán bia. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong cửa hàng mình mua một ít kem nhá. Đây là phía bên trong cửa hàng tạp hóa này. Đấy. Thường thường thì ở bên Nhật ấy, những cái cửa hàng tạp hóa này rất là hiếm. Mình đang vào mình hỏi mua kem mọi người ạ. Làm cái kem cho mát. Quay cho mọi người xem ở trong đây có những cái loại kem gì nào. Đây có kem hộp này. Kem hộp này mình không ăn được, lạnh quá buốt. Đây kem gì đây? Kem que nhưng mà riêng cái dạng hộp ấy, mình muốn mua cái dạng kem dời. Kem dời ăn cho dễ. Kem hộp đây. Đây, ăn những cái loại kem này là giống cái loại kem kiểu dạng hoa quả ấy, rất giống cái kiểu dạng kem túi Việt Nam ấy. Ăn nó kiểu xốp xốp, ngọt ngọt, mùi hoa quả thôi. Những cái kem này dạng kem rất rẻ này, rẻ nhất bên Nhật Bản luôn. Nó rơi khoảng độ 10 mấy nghìn đấy. Đây, mình chọn được cái kem này rồi, mình sẽ mua một cái cây kem này đi. Kem. Xung quanh cũng bán các loại gia vị này, để xào nấu rồi là bánh kẹo, trứng các thứ. Mình sẽ mua thêm một chai nước ngọt nữa.
Bên đây là bán nước ngọt hay bia mọi người nhá. Đây là bia không độ này. Bên này là bia có độ này. Còn bên này nước ngọt nhá. Nước ngọt. Mình thì là mình đang kiểu là người quen của bà này ấy. Mình rất hay ra gửi đồ của bà này. Kiểu mình quen rồi. Nên là mình quay rất thoải mái. Đây có nước đào này. Nước chanh. Nước lọc. Đây có nước lọc, đây là nước gì đấy. Nước nho này. Xem lại nó ngọt thì mua. Nho bư đô. Dưới đây nước loang. Đây nước cam à. Nước cam, nước chanh. Nước lemon, nước chanh, mình sợ chua ấy. Thôi. Đây cũng long coca này. Mình mua một chai nước nho này với một cái kem này đi. Hey. Đấy, mua một cái kem này. Này giá đây 250 yên nhá. Mình cũng vừa thanh toán xong. Hãy để tao mas. Hãy coi cho mọi người xem bên kia là tàu Shinkansen nhá. Hoa mọc này, hoa mấy cả xung quanh là cây hồng nhà bà cụ đấy, xa lắm. Đây này, hoa bí ngạn này. Đi chỗ nào cũng hoa bí ngạn luôn. Đặc biệt một điều nữa là ở bên Nhật Bản ấy thì đi ở các bụi cỏ mọi người sẽ gặp những cái cây gọi là cây dòng ải cứu ấy. Hiện tại thì mùa này nó cũng đang tàn dần, nó hết rồi đây. Dòng ải cứu đấy, mọc nhiều lắm. Bên Nhật có rất nhiều các loại rau của Việt Nam mọc dại ăn được nhá, như kiểu là rau ải cứu này, rau cải này, rồi là cái gọi là cái hành, cây hành tăm hay là cái cây gọi là cổ gì ấy, mình quên mất tên rồi. Đây những cây hoa dại này nhá, mọc cũng rất đẹp luôn, hoa dại nhưng mà đẹp, nên nó chưa nở hết này. Còn bên đây là hoa bỉ ngạn. Đấy. Một sảy luôn này. Mình đang phải đi kiếm địa điểm mình ngồi ăn cái kem hay uống cho nước đấy đó. Không, cái kem mình mua ấy, kiểu đi trời nắng nó tan hết. Mình đang kiếm được một cái địa điểm rất là đẹp đây, thác nước này. Ngồi bên thác nước ngắm hoa bỉ ngạn xong là ngồi ăn kem, quá tuyệt vời luôn. Mình thì mình chỉ sợ là từ đấy giờ mình đi đường xong là cái kem bên trong nó tan hết rồi. Sợ kiểu là trời nó nắng ấy, nó nắng nó gió sợ nó tan. Giờ bóc ra ăn thử, ăn nhanh nó tan thật đấy. Hoa bỉ ngạn. Cái khu này thì mình rất ít khi đến này, rất ít khi đi qua luôn. Đây nhà cũng có cây hồng này, năm nọ cũng sai quả. Hồng bắt đầu đang rụng rồi đây. Cái rụng thối người ta có ăn đâu mà. Rụng xong bắt đầu lại đi quét dọn. Nhà nào cũng có cây cối, hoa quả ra tùm luôn. Nhưng mà không bao giờ ăn. Hoa quả bên này người ta đa số người ta ra toàn ra ngoài siêu thị người ta mua ấy. Kiểu là an toàn vệ sinh thực phẩm. Kiểu bên Nhật thì người ta kiểu có thói quen đấy là kiểu chưa hoa quả các đồ ăn chưa kiểm nghiệm nên là người ta hầu như không dám ăn. Thì sau một buổi chiều đi quay phim cho mọi người xem thì hiện tại là mình cũng về đến kết thúc của mình rồi đây. Thì có lẽ mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người cảm thấy yêu quý và thích cái video này ấy, thì đừng quên đăng ký kênh YouTube Đức Thư Vlog của mình và nhớ like video này nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.